lâu lâu kiểm tra mắt bằng những tấm hình không Photoshop. Con nhện khổng lồ đang ôm chiếc xe, nó chơi chứ đừng có đập nó tội nghiệp nha, nó nhỏ xíu hà. Con mèo ảo diệu đang nằm ngủ thì bỗng nhiên trở nên lơ lửng, nó chứ cái đốm đen đen là nó đã dầm đó. Hết hồn chưa? Không phải người ta bỏ quên hai con mắt trong cái kính đâu, bóng của cái đèn học đó. Thời trang gì mà đội cái cây lên trên đầu luôn nè. Đi lại khó khăn à nha.